Hello, chào mừng các bạn đến với bản cập nhật ATK SME tuần này. Thì tuần này Dead vô cùng được mong chờ đó là dao găm. Yes sir. Thì đây là chính của dao găm vô cùng đơn giản. Vậy thì dao găm có gì đặc biệt? Đây là bạn cầm kiếm bình thường này đúng không? Nhưng không, dao găm sẽ tăng tốc độ chạy nhé. Nhận chưa? Và đặc biệt hơn là khả năng nó nhấn ship vận chạy nhanh. Có thể áp dụng bên tay phải nhé, còn tay trái đặt lock nữa. Đó. Đầu tiên là dao găm đánh vô cùng cao, bạn spam nhé, spam được nhé, spam được luôn đó. Tuy nhiên đây ví dụ nhé, đây là thuấn của kiếm nè, nhưng mà dao găm sẽ không tới. Để sao dao găm tầm bắn sẽ ngắn và nó sẽ trừ hai, tức là các bạn buộc phải cận gần hơn chém được nó ra xa thì không được nữa. Một vũ khí vô cùng để ám sát. Dùng nhé, đó anh đang theo là về phóng lợn. Thì phóng lợn sẽ được điều chỉnh sức mạnh chứ không phải nớp. Đây, đầu tiên sẽ là nớp độ đánh và nớp nút bắt xuống. Bù lại sẽ tăng tầm đánh, ví dụ đây kiếm này. Đó, lùi được, lùi ra vẫn đánh được. Đánh vô cùng dài luôn. À, chỉ vậy thôi.